Kính chào toàn thể tất cả các bác đã đến với kênh YouTube Đồ Nhật Thanh Huyền. Đồ Nhật Thanh Huyền đang giới thiệu tới các bác một cái em máy xay thịt của Nhật Bản các bác nhé. Đến từ thương hiệu Toshiba. Toshiba này. Đó, và em này là một cái em mới thiếu hộp thôi, thiếu vỏ thôi, mới tới 99,99%. Đó. Giá thì chỉ mới là 1.400.000 đồng. Đây, cái dây điện được cất một cách rất là gọn gàng ở bên trong này. Đó. Chúng ta sẽ để đây. Và đây chúng ta sẽ cùng nhau đi xem rất là kỹ luôn. Nắp bằng nhựa các bác nhé. Và chúng ta chỉ việc ấn vào cái nút này để tiếp điện vào đây. Rồi đó, còn nguyên là cái màng nhựa, vì em nó là một cái em máy chưa qua sử dụng luôn. Lưỡi dao thì rất là sắc, rất là sắc, không có bị hoen gì luôn các bác nhé. Đấy, vì mới nguyên mà. Đây, cối đây, cối là cối bằng nhựa các bác lưu ý nhé. Rất là nhẹ nhàng trong việc cầm nắm. Mỗi lần xay chúng ta sẽ xay được khoảng 300g nguyên liệu luôn. Chúng ta xay thịt hay xay củ quả đều được hết. Và em Toshiba này thì sản xuất tại đâu ạ? Tại Nhật Bản luôn các bác nhé. Sản xuất tại Nhật Bản và công suất là 120W, nên cần phải cầm qua bộ đội nguồn tối thiểu là 250V trở lên, chạy điện 100V. Giá 1.400.000 này là chưa bao gồm bộ đội nguồn và phí ship. Các bác lưu ý giúp shop ạ. Và shop sẽ luôn luôn ưu ái, bác nào mà chuyển khoản hết trước 100% thì sẽ được bao ship toàn quốc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cắm điện để thử điện em nó luôn nhé. Ngoài mẫu máy Toshiba này ra thì Đùi Thanh Huyền còn rất nhiều cái mẫu máy xay thịt khác nữa, cũng như là máy xay sinh tố đến từ các thương hiệu của Nhật Bản. Chúng ta có thể nhắn qua Zalo để Đồ Nhật Thanh Huyền sẽ tư vấn chi tiết cụ thể cho các bác, đúng không ạ? Vâng, và chúng ta hãy ấn nút like để cổ vũ động viên tinh thần Đồ Nhật Thanh Huyền, cũng như là ấn chữ đăng ký bên dưới để nhận nhanh nhất những thông báo từ kênh Đồ Nhật Thanh Huyền các bác nhé. Đó, dây điện để gọn ở bên trong rất là tiết kiệm diện tích luôn. Đó, dây rất là dài các bác nhé, đã được gói gọn lại như thế này. Chúng ta lưu ý cắm vào điện 100V. Rồi, và chúng ta sẽ cùng nhau ấn đấy. Đó. Hoạt động hoàn hảo luôn các bác nhé. Đó, và giá chỉ với là 1.400.000 đồng thôi. Bảo hành 6 tháng và hỗ trợ trọn đời sau bảo hành cho các bác. Và chúng ta sở hữu ngay được một cái em máy xay thịt đến từ thương hiệu Toshiba, sản xuất tại Nhật Bản luôn các bác nhé. Rồi, ngoài mẫu này ra, Đồ Nhật Thanh Huyền còn rất nhiều mẫu máy tay xay thịt khác từ các thương hiệu như Tescom nữa. Mời các bác liên hệ qua Zalo để có thể được tư vấn chi tiết cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo ở shop.